Làm được 15 điều đơn giản này mỗi ngày, bạn sẽ thấy hạnh phúc đến bất ngờ, cuộc sống lên hương lúc nào không hay. Một môi trường sống tinh tương, hòa hợp với thiên nhiên, mang đậm phong cách của bản thân sẽ khiến bạn sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Nếu chịu quan sát, bạn sẽ phát hiện, người không thành công, làm chuyện gì cũng không xong đều có rất nhiều thói quen xấu. Theo đó, người thành công thật sự phải có nguyên tắc, sở hữu những thói quen ưu tú để sống trọn từng phút giây. Đôi khi chỉ là vài chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường ngày, nếu biết rèn luyện thành thói quen, chúng có thể thay đổi cả một đời của bạn. Nâng cao chất lượng cuộc sống. 1. dậy sớm đánh răng rửa mặt, không nên cầm điện thoại bấm ngay. Hãy duỗi thẳng tay chân để toàn thân được thả lỏng, dành một vài phút để đầu óc trống rỗng, bạn sẽ thấy đầu óc tỉnh táo và tinh thần phấn chấn đến bất ngờ. 2. miệng nên ngọt một chút, học cách khen ngợi người khác, dần dần bạn sẽ phát hiện bố mẹ không còn thường xuyên nổi giận, người yêu cũng bám dính lấy mình hơn. Ngay cả bà cô bán hàng nước lề đường cũng bật cười khi nghe bạn nói. ba Phụ nữ sống một mình tốt nhất nên lắp đặt chiếc camera nhỏ. Giá cả không quá đắt, giúp bạn giám sát môi trường sống của mình, đa phần có thể phát hiện kịp thời những nguy cơ tiềm tàng. 4. Trong giao tiếp, hãy để đối phương nói nhiều một chút. Vì nói thì dễ nhưng lắng nghe mới khó. 5. Đã vào nhà vệ sinh thì không mang theo điện thoại. Đừng biến 10 phút giải quyết nhu cầu thành một tiếng đồng hồ chỉ ngồi lướt điện thoại. Thói quen này rất xấu, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa lãng phí thời gian. 6. Muốn học thuộc từ mới, ngoại ngữ hoặc từ chuyên ngành bất kỳ thì phải cầm sách lên đọc lại ngay. Từ từ rồi học chính là thần chú khiến bạn trì hoãn không có hồi kết. 7. Kiên trì đọc sách, không hạn chế thể loại, nhưng vẫn phải hạn chế các loại tiểu thuyết tình cảm vì nó dễ khiến chúng ta lầm tưởng vào thế giới màu hồng, xa rời thực tại. Đọc sách là thói quen đáng được kiên trì cả một đời. Giới hạn trong nhận thức sẽ quyết định cuộc sống của bạn sẽ vươn đến đâu. 8. Mỗi ngày dành 15 phút nhìn nhận lại bản thân, tự hỏi hôm nay mình thu hoạch được những gì, không tốt chỗ nào, nguyên nhân ở đâu, lần sau làm cách nào để giảm tránh hoặc thay đổi. Kiên trì một tháng, bạn sẽ phát hiện bản thân tiến bộ đến không ngờ. 9. Làm cách nào để thức dậy sớm mà không chìm trong tình trạng đau khổ, giàn vặt, đấu tranh tâm lý. Nếu nhà có cửa sổ thì việc này càng dễ dàng hơn. Buổi tối chị khép hờ rèm cửa, sáng sớm ánh sáng chiếu vào có công dụng khiến bạn tỉnh dậy hiệu quả hơn đồng hồ báo thức gấp trăm lần. Đối với người đã quen với việc dậy trễ thì thức sớm quả là cực hình, nhưng hãy cố gắng cho một ngày tươi mới, một tương lai tốt đẹp. 10, kết bạn, đừng chỉ biết chăm chăm vào bản thân sẽ nhận được những gì, hãy cố gắng nghĩ cho người khác, biết cho đi, cho đi mới là cách để bạn nhận lại nhiều hơn. 11. Mỗi tối kiên trì dành 5 phút làm hai chuyện, có thể nâng cao hiệu suất làm việc dậy sớm cho ngày hôm sau. 1. Đơn giản viết ra những việc ngày mai sẽ làm. 2. Chuẩn bị trước quần áo cho sáng mai. 12. Khi làm việc và học tập, không đặt điện thoại trong tầm mắt để tập trung hiệu suất hết mức có thể. Những ai có năng lực kiểm soát yếu thì nên làm theo cách này để rèn luyện thói quen không phụ thuộc vào chiếc điện thoại. Đương nhiên, tùy tính chất công việc mà mỗi người nên cân nhắc áp dụng thói quen này. 13. Kiên trì viết lách, thỏa sức thể hiện lý tưởng và thế giới nội tâm của bản thân vào câu từ. Bất kể là nhật ký, review phim, review sách đều là cách thức để bạn trao dồi khả năng hành văn, suy nghĩ logic và tư duy thông minh. 14. Hãy quét dọn căn phòng mỗi khi giận dữ, bực dọc trong người. Điều hướng cơn tức giận để chút bớt áp lực tâm lý, cảm xúc của bạn sẽ dần được hồi phục tích cực. Đồng thời, căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ hơn. Một công đôi việc. 15. Một tuần tổng vệ sinh căn phòng một lần thường xuyên giặt chăn gối và phơi nắng, trồng hoặc trang trí thêm vài chậu cây xanh. Nếu có điều kiện thì mua thêm vài bức tranh nghệ thuật đơn giản, chiếc đèn bàn xinh rắn. Một môi trường sống tinh tươm, hòa hợp với thiên nhiên, mang đậm phong cách của bản thân sẽ khiến bạn sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Nguồn Zahu